nhưng mà ngược lại chúng ta nhìn vào một cái thông tin khác nữa đó chính là bitcoin fund flow ratio thì chúng ta nhìn vào bitcoin flow indicator fund flow ratio fund flow ratio này thì cái chỉ số mà Phân flow ratio này cho các bạn thấy được đó là bao nhiêu giao dịch trên mạng lưới của Bitcoin đó được thực hiện trên những sàn giao dịch những cái giao dịch mà không có thấy trên những sàn giao dịch đó nghĩa là giao dịch OTC nghĩa là giao dịch ngoài đó đây là một cách hiểu đơn giản về cái tỷ lệ này thì các bạn thấy là bên tay phải chúng ta có một con số là 0,08 có nghĩa là đại diện cho là chứng đoán bây giờ là chỉ 8% của những giao dịch Bitcoin không được thực hiện trên những cái sàn giao dịch mà thôi Có nghĩa là phần còn lại đó, chín mấy phần trăm đó là giao dịch OTC giao dịch ngoài Có nghĩa yeah, là bây giờ cái số lượng giao dịch nhiều đó vẫn là giao dịch trên những cái sàn OTC Những sàn giao dịch mà những người mà có tiền họ sẽ hợp mặt với nhau và họ sẽ đưa giá mua và giá bán và giao dịch nội bộ Thì chúng ta thấy được là một điều là tôi biết là bây giờ phần lớn những giao dịch đó là vẫn là giao dịch OTC nhưng mà các bạn sẽ thấy được một điều đó chính là trong thời gian gần đây đó thì càng ngày giao dịch trên sàn nó phần trăm càng tăng lên. Có nghĩa là chúng ta sẽ thấy được là càng ngày đó nếu như mà càng nhiều tổ chức đầu tư muốn mua bitcoin đó mà không có đủ bitcoin trên những sàn giao dịch thì sẽ dẫn đến một cái tình hình đó chính là những cái nhà đầu tư đó những tổ chức đầu tư đó không cách nào khác hơn là lên trên sàn để mà mua. Tại vì những cái nơi mà cho giao dịch OTC đó giao dịch mà thỏa thuận đó sẽ không có đủ bitcoin để bán. Cho nên chúng ta thì thường hay nói tới là cá voi thì mua OTC họ sẽ không có làm ảnh hưởng đến giá cả nhưng mà đó là chúng ta suy nghĩ là sàn OTC sẽ có đủ Bitcoin để mà bán cho tất cả những người mà có nhu cầu mua hoặc là ngược lại nhưng mà trên căn bản các bạn thấy được là những sàn đó cái nguồn cung cũng là giới hạn mà thôi nếu như mà không đủ thì những cá voi những cái mập cũng phải lên trên những sàn dịch mua mà thôi cho nên chúng ta thấy được là Thình hình bây giờ đó, cái giá bây giờ đã tăng lên tới 23.000 đô Nhưng mà chúng ta thấy được là tình bây giờ thì những nhà đầu tư vẫn chưa thực sự lên những cái sàn giao dịch các bạn cứ nghĩ đi nếu như mà những nhà đầu tư bây giờ lên trên những sàn giao dịch bắt buộc phải mua với cái giá trên sàn thì chúng ta thấy được là bitcoin sẽ tăng lên tới mức nào cho nên đây là một cái thông tin mà chúng ta thấy được là chúng ta vẫn còn đang rất là sớm đó lý do tại sao mà một số bạn hỏi thường là bây giờ bitcoin đã qua 23.000 Thuận có nghĩ là đây là đỉnh của đợt tăng trưởng này hay không? Thì tôi không nghĩ như vậy. Thuận nghĩ chúng ta bây giờ là đang ở cái thời kỳ là cuối năm 2016. Chúng ta chưa bước qua năm 2017 nữa Và khi Bitcoin qua năm 2017 Khi nó qua năm 2021 này Sẽ là một năm mà thường nghĩ là Bitcoin sẽ có nhiều cái sự tăng trưởng Tại vì chúng ta thấy được cái dấu hiệu Là tuy là thời gian ngắn hạn Chúng ta có thể có cái điều chỉnh Đây là một điều mà khó tránh khỏi Và không chỉ là thời gian ngắn hạn Mà trong đợt tăng trưởng này Chúng ta thấy nhiều cái đợt điều chỉnh Xuống 25-30% Nhưng mà trong đợt tăng trưởng này chúng ta vẫn còn rất là sớm các bạn thấy được là nhiều thông tin thường chia sẻ ngày hôm qua là chúng ta còn khoảng một năm tăng trưởng nữa mà nhiều tài liệu cho các bạn thấy được là bây giờ không chỉ là những nhà đầu tư riêng lẻ chưa có tham gia vào nhiều mà chúng ta thấy được là những cái nhà đầu tư lớn đó họ vẫn chưa thực sự là cần phải lên trên những sàn giao dịch để mà mua và một ngày đó sẽ tới có nghĩa là các bạn thấy được là sẽ có lúc những nhà đầu tư lớn phải lên trên những sàn giao dịch để mà mua thì sẽ dẫn đến là giá sẽ tăng một cách rất là đột biến còn nhiều hơn là các bạn thấy trong vòng 2 3 ngày qua. Đây là điều thứ nhì Thì muốn chia sẻ với các bạn. Điều thứ ba thì muốn chia sẻ với các bạn đó, đó chính là liên quan đến những cái đồng ổn định. Thì chúng ta sẽ nhìn vào một cái tài liệu đó chính là những đồng ổn định đó, thì tới từ những cái ví nào thì các bạn thấy được là chúng ta thấy những đồng ổn định đó, chúng ta tính chung hết những đồng ổn định mà trên à, những cái mạng lưới của Ethereum cũng như là EOS vân vân và cho tính luôn đồng tether đồng USDT tất cả những đồng ổn định đó mà được nạp lên những sàn giao dịch đó, thì các bạn thấy được là chúng ta so sánh với giá cả đi để thường đổi lại cái này trở thành giá của Bitcoin và chúng ta sẽ lựa chọn compare so sánh với lại cái số đồng ổn định cái số địa chỉ ví được đưa vào trên những sàn inflow address count address count flow tất cả sàn tất cả đầu ổn định thì các bạn sẽ thấy được là tình hình bây giờ đó chúng ta có một điều mà thuận nhận ra được đó là trước khi đây là một tài liệu mà Thường nghĩ là nhìn lại thì rõ ràng hơn nhưng mà trước khi mà nhìn lại đó thì chúng ta không có hiểu rõ về tài liệu này nhưng mà thường thấy đây cũng là một cái thông tin mà chúng ta có thể dùng trong tương lai. có nghĩa là các bạn thấy được là cái đường màu tím này đó chính là bao nhiêu địa chỉ ví nạp đồng ổn định vào trong những sàn giao dịch và cái đường mà màu xanh này chính là giá của BTC thì thu nhận được một điều đó các bạn thấy được là mỗi một lần mà cái đường màu tím này tăng mạnh đó, có nghĩa là cái sự đột biến có rất nhiều những cái đồng ổn định được nạp vào từ rất nhiều những cái ví khác nhau thì điều gì xảy ra? có nghĩa là điều này thường là xảy ra trước khi mà giá đẩy lên. Các bạn thấy được đây là điều mà đã xảy ra vào cái thời điểm đó là tháng 6 của năm nay. Cuối tháng 6 lúc mà đường một tím này tăng mạnh thì lúc đó, đó là cái thời điểm mà Bitcoin chưa có tăng. Các bạn thấy được đi hàng ngang thêm khoảng chừng là một tuần nữa rồi mới có cái sự tăng trưởng. Cũng tương tự các bạn thấy được là cái thời điểm đó là đột ngột của đường một tím này tăng lên đó là khoảng chừng là giữa tháng 10 giữa tháng 10 chúng ta cũng thấy được là đột ngột có rất nhiều những độ ổn định đến từ nhiều ví được đưa vào trên sàn thì các bạn thấy được sau đó giá lại tăng lên thì đây là một cái điều báo trước cho chúng ta thấy được là khi mà có nhiều động ổn định đến từ nhiều ví Cũng như là đến từ nhiều người đó như là số đông đó mà nạp vào trên sàn thì có cơ hội cao là những động ổn định đó sẽ được đổi qua thành những đồng như là bitcoin khiến cho giá cả tăng lên đây là một cái dấu hiệu báo trước chúng ta bây giờ hãy tiếp tục chờ đợi xem coi là lần kế tiếp khi mà cái đường màu tím này tăng lên á thì lúc đó chúng ta có thực sự là thấy được là giá tăng ngay sau đó hay không đây là một trong những điều mà thường muốn thử nghiệm với các bạn nhưng mà ít ra nhìn vào quá khứ trong thời gian sáng tháng qua thì đây là điều mà thường nên nhận ra các bạn nghĩ sao hãy comment ở phía dưới đây là một trong những cái giả thuyết mà thường đặt ra để chúng ta có thể tiếp tục theo dõi ngoài chuyện điều đó ra thì chúng ta nhìn vào những thông tin căn bản để Thượng tắt cái đường màu tím này chúng ta nhìn vào những thông tin căn bản như là so sánh với lại cái số lượng Bitcoin được nạp vào trong vòng một ngày qua thì như thế nào? Đây là một tài liệu mà chúng ta nhìn vào hàng ngày. Thì chúng ta nhìn vào Bitcoin, chúng ta nhìn vào exchange flow, chúng ta nhìn vào inflow, chúng ta nhìn vào inflow total, nghĩa là tất cả những sàn giao dịch. Thì chúng ta thấy được là đây là cái số lượng Bitcoin được nạp vào thì cái số lượng Bitcoin được nạp vào đó tính cho tới cái thời điểm là ngày 17 Tây ngày hôm nay đó là 82.492 đồng được nạp vào ngày hôm nay trên những sàn giao dịch thì chúng ta nhìn vào tài liệu tương tự nhưng mà chúng ta sẽ nhìn vào bao nhiêu đồng Bitcoin được rút ra cho nên vào outflow outflow total thì các bạn sẽ thấy được là cái số lượng Bitcoin được rút ra đó thì rất là nhiều nạp vào đó các bạn thấy được là chỉ có 82.492 nhưng mà ngày hôm nay thì đột ngột cái số lượng mà bị rút ra đó là lên tới 126.000 đồng Bitcoin có nghĩa là Bitcoin lại trở về cái tình trạng như này trước đó có nghĩa là Bitcoin được đưa vào sau với rút ra đó thì rất nhiều Bitcoin đã được rút ra khỏi sàn có nghĩa là cái nguồn cung trên sàn lại tiếp tục giảm xuống chúng ta thấy đây nguồn cung trên sàn tăng lên trong vòng 2-3 ngày qua nhưng mà sau đó các bạn thấy được ngày hôm nay thì cái số lượng Bitcoin trên sàn lại trở lại tình trạng trước đó là khan hiếm thậm chí kỳ này còn rất là nhiều nữa chúng ta thấy được là nạp vào ngày hôm qua chỉ có 82 000 mà rút ra là tới 126 000 và chúng ta nhìn vào cái phần trăm của những cái cá voi trên sàn bây giờ là như thế nào thì chúng ta nhìn vào well ratio đi chúng ta trở vào cái trang chính thức của crypto khoan thì chúng ta nhìn vào cái tài liệu liên quan tới well ratio thì các bạn thấy được là cái số lượng Uh, hoạt động của những cá voi trên sàn đó lại bị giảm xuống các bạn thấy được là bây giờ đó thì cá voi trên những sàn dịch chỉ tượng trưng cho khoảng chừng là 32% của những cái ví lớn là hoạt động trên sàn mà thôi có nghĩa là các bạn thấy được là tình hình bây giờ đó chúng ta không thấy nhiều động tĩnh đến từ những cái cá voi ở trên những cái sàn phần lớn bây giờ đó cái sự giao dịch đó, phần lớn đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ trên sàn chứ không phải động tĩnh đến từ những cá voi như là các bạn thấy được là tình hình chỉ cách đây khoảng chỉ một tuần thôi thì có rất nhiều động tĩnh là cá voi hoạt động trên sàn và gom tiền đi ra khỏi sàn nhưng mà các bạn thấy được là tình hình bây giờ thì không có nhiều cá voi hoạt động trên sàn đây là cái tài liệu liên quan tới bitcoin chúng ta bây giờ nhìn vào tài liệu tương tự liên quan tới ethereum đi tại vì thông cảm thấy là ethereum sẽ không bị bỏ rơi bitcoin thì đã phá đến cũ nhưng mà ethereum thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào biểu đồ của nến ngày đi. Giá Ethereum bây giờ đó là 646 thì so với lại cái giá cao nhất đó các bạn thấy được là khoảng 1400 thì chúng ta nhìn vào cái tình hình bây giờ của Ethereum thì các bạn sẽ thấy được là cái phần trăm giữa cái đỉnh của năm 2018 đầu năm á, cho đến thời điểm bây giờ thì các bạn vẫn còn cơ hội tăng rất là cao. Bây giờ các bạn thấy được là cái cơ hội đó là chúng ta thấy được là từ cái thời điểm giá bây giờ đó là 645 đi lên tới cái mức là 1.400 đô thì các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng đó đã lên tới 117%. Có nghĩa là Ethereum vẫn còn cách cái khoảng rất là xa để mà trở lại cái mức cũ 1.400 đô mặc dù là Bitcoin đã qua khỏi cái mức cũ Nhưng mà tin thì bây giờ thì các bạn sẽ thấy được là vẫn cho thuận được rất là nhiều những cơ hội để có thể tiếp tục tích lũy Ethereum Tại vì thường nghĩ là Ethereum sẽ qua khỏi 1.000 đô rất là nhanh các bạn cứ nghĩ đi Ethereum bây giờ là 645 đô thì cũng giống như là chúng ta nhìn vào giá của Bitcoin lúc mà Bitcoin chỉ khoảng chừng là 11 000 thì từ 11 000 lên tới thì đến bây giờ các bạn thấy được là lên rất là nhanh các bạn thấy được là Ethereum 645 sẽ đi tới 1 000 đô rất là nhanh khi mà chúng ta tiếp tục cái đường tăng trưởng này thì chúng ta nhìn vào tình hình của Ethereum nói chung đi thì chúng ta trở lại cái trang web crypto khoa này chúng ta đổi lại thành giá của Ethereum đi giá của Ethereum và chúng ta hãy nhìn vào bao nhiêu đồng Ethereum được nạp vào và rút ra trong ngày hôm qua. Chúng ta nhìn vào Ethereum Exchange Flow. Chúng ta nhìn vào tổng số lượng Ethereum được đưa vào cũng như là tổng số lượng Ethereum được rút ra. Thì được đưa vào đó tổng cộng đó, là các bạn thấy được là ngày hôm nay đó, 17 tháng 12 là tổng cộng là 498.719 đồng Ethereum được đưa vào rút ra thì các bạn thấy được là rút ra thì chúng ta nhìn vào tài liệu tương tự của Ethereum, Exchange Flow, Outflow, Total, tất cả. Thì rút ra các bạn thấy được là tổng cộng là 447.914. Thì Ethereum đó, thì không giống như Bitcoin, cái tình hình bây giờ vẫn cho chúng ta thấy được là Ethereum được nạp vào trên sàn so với rút ra đó ngày hôm qua. Và ngày hôm nay thì vẫn cho chúng ta thấy được là cái số lượng nạp vào nhiều hơn là rút ra. Cho nên các bạn thấy được là bây giờ Ethereum đó thì cũng nằm trong tình trạng là khan hiếm nhưng mà không giống như là Bitcoin. Chúng ta nhìn chung về Ethereum đi. Tuy là ngày hôm qua tài liệu cho thấy được là có nhiều Ethereum trên sàn hơn là một ngày trước đó. Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ hơn thì mới được là từ tháng 5 thì cái đường màu đỏ này đó chính là bao nhiêu Ethereum có mặt trên sàn đã đi xuống rất là nhiều. Thời gian dài hạn vẫn có xu hướng đi xuống. Tuy là ngắn hạn thì chúng ta thấy là Ethereum có nhiều hơn trên sàn, cái số lượng được nạp vào. Nhưng mà dài hạn hơn thì vẫn là cái xu hướng đi xuống Có nghĩa là Ethereum cũng như là Bitcoin Càng ngày lại càng bị người ta rút ra khỏi sàn Càng nhiều Cho nên cái số lượng Bitcoin và Ethereum Thật sự có trên sàn đó Các bạn sẽ thấy được là không nhiều Như mọi người tưởng Nếu như chúng ta có một cái đợt mô mạnh Từ những nhà đầu tư thông thường Hay là những nhà đầu tư lớn Mà bắt buộc phải lên trên những giao dịch Thì các bạn sẽ thấy được là Cái giá nó sẽ đi rất là nhanh Tại vì tình hình bây giờ Thì cái nguồn cung Càng ngày càng ít đi Cho Bitcoin và Ethereum Và đương nhiên Cryptocoin thì không có nhiều những cái tài liệu liên quan đến những cái đồng khác Chúng ta thấy là phần lớn là tập trung vào Bitcoin, Ethereum và những đồng ổn định mà thôi Thì tóm lại, các bạn thấy được là tình hình của ngày hôm nay Thì chúng ta thấy là Bitcoin tiếp tục phá định mới Chúng ta thấy được là có rất nhiều người bắt đầu là có những lệnh short trên những cái sàn nhưng mà những lệnh short đó đã bị thanh lý rất là nhiều tại vì giá tăng lên đột ngột. Và càng nhiều lệnh bị thanh lý đó sẽ càng dẫn đến là cái giá sẽ càng tăng lên. Tại vì khi bị thanh lý short thì mà phải mua lại, điều đầu tiên, điều thứ nhì là chúng ta thấy được là cái tình hình bây giờ đó thì chúng ta vẫn chưa thấy có một cái cuộc điều chỉnh. Nếu như mà Bitcoin thật sự là bị điều chỉnh đi mà điều chỉnh 30% như là nhiều người đang mong đợi thì 30% xuống tới, tới mức này đó các bạn thấy được là 22% chúng ta xem coi 30% là đến cái mức nào xuống 30% và cái mức 22.800 thì Bitcoin sẽ trả về có mức là khoảng 15.800 16.000 đô đó là cái mức mà có thể là nhiều bạn sẽ rất là vui tại vì có thể mua được Bitcoin với cái giá rẻ hơn nếu như Bitcoin điều chỉnh ở cái mức này nhưng mà nếu Bitcoin có tiếp tục tăng lên thì các bạn sẽ thấy được là Bitcoin một ngày nào đó sẽ điều chỉnh 30% nhưng mà sẽ không có xuống dưới 20.000 đô đó là điều thứ nhì Điều thứ ba nữa là cái tình hình bây giờ ở trên những cái sàn giao dịch ấy, thì các bạn thấy được là sẽ có nhiều dao động hơn tại vì càng ngày càng có nhiều người mới hơn và cái sự dao động đó sẽ dẫn đến là có nhiều trader hơn sử dụng những cái sàn margin hay là những cái công cụ như là futures để mà trade cho nên cái giá dao động đó, càng ngày nó càng nhiều hơn đó là điều thứ ba điều thứ tư là phần lớn những cái giao dịch bây giờ là phần lớn đến từ những nhà đầu tư thông thường chứ không phải là đến từ những cá voi trên sàn động tĩnh cá voi trên sàn bây giờ rất là thấp tại vì tôi nghĩ là những đồng tỉnh mà của cá voi đó là họ đã có cái tay vài tuần rồi trước khi mà giá tăng lên cho nên bây giờ là phần lớn giá tăng thu hút thêm nhiều nhà đầu tư liên lẻ vào trong thị trường này thì đây những cái thông tin tổng quát liên quan đến tình hình giá cả của ngày hôm nay mà thu mang đến cho các bạn à, thông qua những cái tài liệu mà chúng ta nhìn thấy được on chain các bạn nghĩ thế nào về tài liệu này các bạn comment ở phía dưới cái video và thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn.